Yêu bản thân là cho đi. Cho đi nói đơn giản chính là sự sẻ chia, là hành động trao giá trị cho người khác. Và hơn bao giờ hết, sự cho đi đem lại cảm giác được kết nối, được gắn kết, được yêu thương. Nó là nhu cầu ẩn sâu trong mỗi con người. Chính vì thế mà mỗi khi thực hiện hành động cho đi, một cảm giác vui vẻ, phấn chấn, hứng khởi từ sâu bên trong như được khơi nguồn, lan tỏa khắp trong tâm trí của chúng ta. Trong ngạn ngữ Trung Hoa cổ, hạnh phúc được định nghĩa bao gồm 3 thứ: có người để yêu, có việc để làm và có điều để hy vọng. Theo đó, tình yêu được hiểu theo nghĩa rộng, đó là sự gắn kết, đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Công việc đó là những hành động mang lại giá trị cho mọi người, cho xã hội. Và yếu tố thứ ba, hy vọng chính là có niềm tin về những điều tốt đẹp đã, đang và sẽ diễn ra. Xét theo nghĩa này, sự chia sẻ, trao giá trị đem đến cả ba thứ tạo nên hạnh phúc. Và yêu chính mình không gì khác hơn là làm cho bản thân hạnh phúc. Hay nói cách khác, việc chúng ta cho đi cũng chính là đang yêu thương chính mình. Quy luật của sự cho đi. Giá trị của bạn được quyết định bởi việc bạn có thể cho đi được bao nhiêu. Mỗi khi nói đến sự cho đi, tôi lại nhớ đến những bài học trong quyển sách kinh điển Người Dám Cho Đi. Câu chuyện kể về người thanh niên đầy tham vọng tên là Joe. Anh ta cũng như bao người khác chạy theo áp lực phải đạt được những mục tiêu trong đời đến nỗi mất phương hướng, sức cùng lực kiệt. Một ngày khi may mắn gặp được vị cao nhân Pinda, anh đã được thấm thía một thông điệp vô cùng đáng suy ngẫm: sức mạnh của sự sẻ chia làm nên thành công. Giá trị của bạn được quyết định bởi việc bạn có thể cho đi được bao nhiêu. Khi áp dụng quy luật này vào kinh doanh và cả cuộc sống, Joe đã thành công rực rỡ. Từ đó anh không ngừng tìm cách giúp đỡ những người khác đi đến thành công như mình. Trên hành trình yêu chính mình của mỗi người, việc nâng cao giá trị bản thân là một nhu cầu, cũng là một mục tiêu cần tập trung thực hiện. Như chúng ta đã thống nhất, hành động cho đi sẽ mang đến hạnh phúc từ sâu bên trong. Nhưng một trong những lý do dẫn đến cảm giác hạnh phúc ấy chính là việc giá trị của bản thân đang được trân trọng và nâng lên từng chút một. Đó là một kết quả tuyệt vời của quy luật cho đi. Chúng ta cho đi càng nhiều, giá trị bản thân càng lớn. Muốn có điều gì trước thì phải cho đi điều đó. Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên, nhức nhối, ông thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi ở bên cạnh cái máy bơm nước. Người đàn ông vội vã bước tới, viện chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả. Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy một cái bình nhỏ, phủi sạch bụi cát trên bình. Ông đọc được dòng chữ một hoàng viết bằng cách lấy viên đá cào lên. Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này. Người đàn ông bật cái nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên người đàn ông rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ xỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất, rất nhiều nước. Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn, nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa hay không. Nhưng rồi cuối cùng, ông quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm. Một lần, hai lần, chẳng có gì xảy ra cả. Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa. Nên người đàn ông kiên trì bơm lên, bơm xuống lần nữa. Nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống. Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đường như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: hãy làm theo chỉ dẫn, bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận.
Muốn có điều gì thì chúng ta phải cho đi điều đó trước. Thật vậy, đây là một quy luật tuyệt vời của tạo hóa. Cho đi không phải là mất đi, mà cho đi là làm giàu thêm cả những gì đã có. Giống như một ngọn nến vậy, khi dùng ngọn nến ấy để thắp sáng lên những ngọn nến khác, thì nó có mất đi ngọn lửa của chính mình không? Không, mà chính ngọn lửa của nó sẽ lan tỏa ngày một lớn hơn nữa. Vì vậy, khi chúng ta cho đi, chúng ta đang làm giàu thêm cho những gì mình muốn có. Muốn niềm vui, hãy trao niềm vui. Hãy cười với những người chúng ta gặp mỗi khi có cơ hội. Muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác. Muốn được lắng nghe, hãy lắng nghe người khác. Muốn được sự quan tâm giúp đỡ, hãy hành động như điều mình muốn được nhận. Nếu ai đó đang cần giúp đỡ, hãy giúp khi có thể. Ai đó cần biết điều mà chúng ta đã biết, hãy chia sẻ. Tóm lại, cách trao đi đầu tiên đó là hãy giúp đỡ những người mà chúng ta gặp nếu có thể. Tự nhiên có một quy luật bất biến, nước chảy chỗ trũng. Cuộc sống cũng có quy luật không thay đổi. Luôn có người đang thiếu những thứ bạn đang có. Đó có thể là kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm hay thậm chí là tình yêu thương. Sự cho đi của chúng ta, dù nhỏ bé cỡ nào, chính là mầm cây có thể tạo nên cả một khu rừng nhiệt đới. Người ta nói, thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước, thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ. Vậy chúng ta đừng chần chừ nữa mà hãy gieo mầm ngay. Mầm cây ấy sẽ là khu rừng còn mãi đến mai sau. Cho đi là còn mãi. Có một câu chuyện kể rằng ở Palestine có hai biển hồ, một là biển chết. Đúng như tên gọi của nó, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống ở biển chết. Xung quanh nó cũng không có hiện diện sự sống, nước hồ mặn chát và không ai muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilee, nước hồ ngọt trong xanh, xung quanh cây cối um tùm lại có rất nhiều loài sinh vật sinh sống bên trong biển hồ. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ đều đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Trong khi biển chết đón nhận nước sông Jordan và giữ xin cho mình, thì biển hồ Galilee lại chia sẻ nguồn nước của mình cho các hồ nhỏ và sông suối xung quanh. Chính vì sự chịu chia sẻ mà nước hồ Galilee lúc nào cũng trong xanh, thu hút nhiều sinh vật và cả con người. Khi cho đi, nước trong hồ Galilee không hề bị vơi đi, mà ngược lại luôn đầy ắp không chỉ nước mà rất nhiều sự sống đến nương nhờ. Lẽ dĩ nhiên, vì có nhiều sự sống luôn nảy nở mà cảnh hồ Galilee rất đẹp, thu hút nhiều người đến xây cất nhà ở xung quanh, tạo nên một vùng nhộn nhịp đẹp đẽ, khác với vẻ điều hưu lạnh lẽo ở biển chết. Có rất nhiều người trong chúng ta đang sống như biển chết, cô độc vặn nhấm sự vô nghĩa mỗi ngày, đẩy mọi thứ đi xa khỏi chính mình, chứ không hề thu hút điều tốt đẹp đến. Họ không hề biết rằng cho đi là còn mãi, nhưng giữ lại thì sẽ có ngày mất đi. Như vậy, một cách sống cho đi sẽ mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc trọn vẹn, sâu sắc, giúp bảo vệ chính mình khỏi sự cô độc như biển chết trong câu chuyện mà tôi kể ở trên, đồng thời còn giúp bản thân hoàn thiện hơn, đạt được những điều mình mong muốn trong hành trình yêu thương chính mình. Nhưng trước khi kết thúc chương sách này, tôi còn muốn chia sẻ với bạn một điều vô cùng quan trọng nữa, đó là bạn không thể cho đi điều mình không có. Trong hành trình tham gia một chương trình đào tạo, tôi đã trải qua những thử thách gian nan mà trước giờ mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trong khoảnh khắc quan trọng đó, khi nỗi sợ hãi dâng lên cao nhất, mọi tế bào trên cơ thể đều biểu tình đòi dừng lại, thì tôi đều nghĩ đến các con của mình. Tôi không thể là một người mẹ yếu đuối và mong các con mình sẽ mạnh mẽ được. Cũng như tôi không thể giúp các con mình biết cách sống cuộc đời hạnh phúc trong khi bản thân chưa hạnh phúc. Chính những ý nghĩ này đã kéo tôi ra khỏi hố sâu của nỗi sợ hãi, khiến tôi vượt qua tất cả những thử thách khó khăn. Tôi đã mạnh mẽ nhảy từ độ cao 100m, đã chiến đấu đến phút cuối với một đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần bằng tất cả sức lực, chiến lược mà tôi có, cùng đồng đội bẻ cong thanh sắt dài 4m bằng cổ họng. Nếu trước đây ai đó kêu tôi thực hiện những điều này thì có lẽ tôi đã từ chối vì nghĩ là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Nhưng tôi đã thay đổi, tôi muốn bứt phá bản thân để có thể xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bởi vì tôi muốn các con cũng tự hào về mẹ của chúng, và để làm được điều đó tôi cần nâng cấp phiên bản chính mình mỗi ngày.
Ta không thể cho đi điều mình không có. Điều này chỉ có thể đúng hay rất đúng, nhưng nó không hề đối nghịch với quan điểm cho đi là điều mình muốn. Bởi vì điều bạn muốn không có nghĩa là điều bạn không có. Điều bạn muốn chính là nhiều hơn những điều mình đang có. Việc chia sẻ những điều này cũng là cách tôi yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Cả tôi và bạn, chúng ta đều đang trên hành trình yêu bản thân mà, đúng chứ? Vậy thì bạn còn chần chừ gì mà không tự hỏi tôi có thể cho đi điều gì?